Chào bạn, chào bạn. Tớ rất tự tin nhưng mà chắc tớ không được vào. Không sự tự tin lắm. Tại có nhiều trường chuyên đến quá nên mình hơi run. Vậy cậu có thể cho tớ biết bây giờ cậu đang cảm thấy như nào không ạ? Tớ thấy khát nước. Khát nước? Nước đâu? Cậu thiếu nước à? Đâu rồi? Mình thấy hơi thất vọng một tí. Tại vì hôm nay là cái câu hỏi nó hơi bị hóc vừa tí. Mà mình thời gian chuẩn bị thì nó không được nhiều cho lắm. Mình không được hài lòng với bài của mình cho lắm. Với cả em tiếc cái bốc để không cô ấy rất là thân thiện ạ. Với cả em rất tốt ạ. Chỉ có điều là em sợ. Mình thấy rất là thoải mái vì là trước khi thi thì mình rất là run. Sau khi thi kiểu giống như mình đã hoàn thành công việc. Thực ra là thi xong rồi nên mới thoải mái thôi, chứ còn bài thi mình thi không được tốt lắm. Thế là cô phỏng vấn được khoảng 10 bạn. Tuy nhiên thì tạm thời đến thời điểm này cũng chỉ phỏng vấn được khoảng 1-2 bạn thôi, có khả năng là tốt thôi. Còn những bạn kia thì có thể có các ý tưởng nhưng mà cách dẫn đạt của bạn thì cũng chưa tốt lắm. Nên là dẫn đến là cái việc các bạn ấy ấp úng này hoặc là bạn ấy có thời gian chết thì nó cũng tương đối nhiều. Cô cũng thấy phỏng vấn khoảng tầm 10 bạn cũng chỉ tầm 2-3 bạn là tốt. Thực sự là về cả tất cả các mặt, về idea này, về vocab, về những cái ý tưởng hay là ngữ liệu và cách sử dụng body language trong khi nói. Thật ra thì bởi vì chị không được vào vòng thi ấy, thì chị cũng không rõ rằng là khả năng tiếng Anh các bạn có tốt không. Nhưng mà về mặt bằng chung ấy thì chị cảm thấy các bạn năm nay rất là nhiệt tình. Vì các bạn đến, thứ nhất là đến rất là đông đủ. Và thứ hai là có vẻ như là các bạn đều rất là hào hứng ra ra New Talk. Các bạn đến đúng giờ, là một đến rất là sớm ấy. Kiểu ban tổ chức còn đến sớm hơn cả ban tổ chức nữa. Nên đấy cũng là một điều chứng tỏ các bạn rất là nhiệt tình với cuộc thi. Ngoài ra thì chị có một đặc điểm là năm nay có rất nhiều trường tham dự. Cho nên là kiểu đối tượng thí sinh ấy rất là đa dạng. Có rất là nhiều bạn đến và cảm thấy như là mình đang kết được rất là nhiều bạn mới ấy. Kiểu nhìn thấy rất là nhiều người từ các trường khác nhau cùng tập trung ở một nơi. Đấy cũng là một điều rất là thú vị.